cư dân sông nữa dính này. Dính có phiền mà. Hai anh em mình xin kính chào cô bác anh chị các bạn. Chào cô chú, chào anh chị, chào các bạn. Trước tiên đây hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn được thật nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay hai anh em đi tổ chức đi giăng lưới. Bắt cái đầu nó giăng dài ra đây. Ở trời đang mưa. Hôm nay cũng khai trương cái lưới mới mua luôn. Mình mới mua lưới mới. Dạo 2 lít mấy. Lỗ lớn rồi đi này cá phi cái dẫn nhiều lắm. Trời mưa quá mưa. Sớm giờ mưa quá trời. Chưa dăng xong rồi dính cá phi rồi. Phải lúc rồi đó. Trời mưa này. Trời mưa này cá đi. Đó, còn lại dính nữa. Sẽ hả? Lúc ơi. Chưa dăng xong nữa đâm ly chia cho rồi. Mát không ta? Mát không? Ừ thì cá nó bự á. Hãy lên vô. Đây này. Ờ, chưa ăn xong lụm tới cà phê. Rồi, dần xéo qua xéo lại. Chắc cái này xéo qua góc dừa cái nữa. Đó. Đó. Lụm nhóc rồi đó ơi. Anh thấy cái phao gịch rồi đó. Cứ nói em giống như mấy năm trước hai anh em mình giăng xong rồi gỡ cá bỏ lưới luôn nha. Lưới mới khai trương luôn á. Dính chỗ giữa. Em thì thấy cái gì mà nó màu vàng dính ở chỗ giữa. Xéo rồi chỗ góc dừa là cái xéo là chỗ mình cái nữa. Mà hai anh em đi cố tình đi bắt cá dảnh cá phi. Bà bóc văng lưới bà bóc đó. Mày chạy đường trời còn không thoát tao được nữa. Văng xéo rồi xéo lại xéo đủ chuyện xéo luôn. Đó văng xéo vô đây cuộc ở đây. Khoảng 3 tiếng nữa hai anh em cuốn luôn chứ không có thâm cuốn luôn. Dân cái này cái đề này có nhiều cá là lụm hết. Dân như bằng cờ vậy á. Dân như bằng cờ không có đường chạy luôn. Dân này bẻ me luôn. Hồi mà có cá thì mình nấu lẩu me luôn, me non. Còn hồi không có cá thì đâm với ớt ăn hết bà. Chưa dính cá bẻ me trước. Chưa dính cá bẻ me. Đây, me non này nấu lẩu me là ngon luôn. Thế lưng anh cháy bộ vô trọng trọng anh ta. Nè. Ngon. Nè nè. Chứ mà. Ở trên á. Ở trên cây á. Mấy me me trên kìa. Bữa này phải leo rồi. Mẹ này em nhớ mấy năm trước em vô đây trái dữ lắm xong rồi chiếc này không có trái á. Chiếc này ít trái quá. Rồi. Rồi dắt này cuốn lên kìa. Có dính con gì không? Hồi nãy mới vừa ăn là thấy dính rồi đó. Còn không dính thì lấy mẹ lại hái đâm muối ớt.
phân ra luôn hả anh ba? Dính em nào, dính em cá sấu nào, cái đề này có cá sấu anh Tư, cá mặt quỷ á, hả? Bây giờ cá đó giờ ta biết ăn thì cũng ít lại ha. Rồi đó cái đề này dữ lắm phải không? Sao gì vậy? Chắc đâm me ăn mới ớt quá. Đó cái gì vậy, cái trôi cái gì bị ảnh không anh ba? Quên, cái bị ảnh ngon quá kìa, đó lụm. Cái gì, cái mà ảnh là ok đó, ngon hơn cà phê nữa anh ba. À, cái mà ảnh bành bung đó bự. Cái lưới này mà gian kiểu này thiên la địa võng kiểu này là có nhiêu con lượm hết nhiêu con, tại không có nhiều á. Cái sặc cái nổi quá trời nổi luôn này, mày gian lưới cái sặc cái là bỏ lưới luôn. Đây dính con đó, ở đầu cà phi. Rồi mình văng dở hơi sớm, tính 3 tiếng hay dở mà nãy giờ hơn tiếng, dở luôn cho rồi. À, cái dẫn nó đã dính cá phi được 2 cá phi cỡ một hả con, còn cỡ con cá nãy, cỡ con cá đầu tiên mới bỏ lưới xuống rồi dính. Ba thằng à, dễ mà anh còn nhiều mà, đây chú nói khi vòng tay này nè, lúc này xui quá anh ba. Cấm câu thì ai chợ cấm, còn giăng lưới thì cũng phải ai chợ giăng lưới. Giăng thêm nữa hai cá phi và một cá dẫn. Mới thả xuống dính rồi thấy ham chứ, tưởng đâu là dính nhiều lắm rồi, cuối cùng dính được có 2 cá phi con cá rảnh à. Ra chợ văng thêm vài con nữa, chợ là văng không là sảy. Ra chợ là chắc cú văng dính liền hăng. À, không cỡ một quá bầy nữa. Được 3 cá phi một cái rảnh, ra chợ văng thêm vài con nữa. Đó. Rồi cái rảnh cá phi dưới con cá phi nữa. Đó. 3 cá phi con đầu tiên dính, nhưng mà dính mới bỏ lưới xuống là dính á. Rồi ra chợ văng chút thì ba văng được 3 cá phi nhưng còn cá rảnh, thì mình ra chợ mình văng được 2 cái điều hồng. Thì mình có làm sẵn cái nước lỗ me non, mình đang kèm bún với lại bông bí. À, bỏ vô từ từ ăn từ từ. À, cho cá rảnh vô con, ồ cá rảnh nó đã. Bà móc phải ăn dãy, bà móc chưa để dãy. Cái dãnh được cái dãnh đồng mà mình bỏ ăn dãy nó ngon. Thấy không? Cái dãnh đồng là để dãy hả? Ừ, nó ngon, cái dãy nó béo. À, vậy hả? Đó, ăn bún anh? Dạ, mới ăn con rồi. Con hả? Ủa, cái tiếng anh nó nói khè khè anh? Nhậu nó gắn tiếng vậy đó. Dạ hả? Hai tiếng luôn. À, đồ ăn rồi xong rồi mình cũng xin đại diện hết anh em đây. À, tổng mời cô bác anh chị và các bạn dùng cá nấu lẩu me với mấy anh em mình, cá nhúng lẩu me.
làm bảy miếng bún anh ba nè. Đây ăn miếng bún mới được, em lấy chưa? Đây nè, qua đây ăn ly đi. Coi sớm giờ giăng lưới đói rồi nè, làm miếng chén bún đi rồi nhâm nhi bảy chút chơi lâu lâu vô cục chèo cái này mà sao nè. Ăn đi, ăn chán đi cho vui nhà vui cửa nè anh ba. Thôi tôi để tôi nãy còn no. No hả? Còn no vậy thôi ăn uống rượu đi. Em làm trước anh chị anh em luôn uống miếng nước mắt quê hương nè. Bữa nay vô đâu quán hương này thất tặng nữa rồi. Thất tặng. Cái dãnh nó bung luôn luôn. Bung vậy cái dãnh đồng cái dãy nó béo lắm. Ừ. Cái dãy dãnh cái dãnh này là thiên nhiên mà. Vô. Vô trước đi. Quá đã. Chồm chồm vô anh. Xích xích vô, xích vô. Không, chồm vô máy nó quay rõ. Ai à. Mưa bão rồi. Ấm lòng chiến sĩ liền. Có cái lẩu tới một chuyện nữa à. Làm miếng cái dẫn này trời đó tới luôn nè à. Trời mưa ha, ấm ấm ha, làm cái lẩu này ha, đẩy miếng rượu đế vô cái ơi. Ăn anh, còn nhóc cá hồng lắm chứ anh. Trời, quá béo luôn. Béo hả? Cá đồng ngon á. Cá thương nhiên á, ngon. Cá dẫn em phải ăn hơn cá đồ hồng luôn á. Đúng rồi. Tại nãy chợ không có. Có anh thấy em dặn cái dẫn trong dặn cái đồ hồng. Ừ. Anh đem bông bí vô, anh bỏ mày không bí. Bông bí vô. Bí vô cho anh ăn. Vô. Nè anh. Bông bí là trong cái ngọt của mình đây mà. Đúng rồi. Em mà phải ăn lẩu rồi, em phải ăn những bông bí vậy nè. Đúng rồi. Còn tư cá này không tư. Ừ. Nè. Theo thêm ba tập ăn ớt hả anh Tư? Tập ăn ớt đi theo ba ăn ớt chịu nổi không? Con bóc ăn ớt cái bóc ăn cơm hả? Dạ, lùa như cơm vậy. Em ăn không ăn tiếng ớt, em ăn cơm lần 2 chai 3 chai á. Dữ lắm. Được rồi, ăn mấy trăm mấy à? Người ăn là 400 gram hả? Ăn trăm trái, trăm rưỡi trái. Này nè. Dữ dằn. À, không biết cài là gì á. Đi đâu nghe chứ. Nè anh ba công cực khổ là cái ăn đầu anh ba nè. Ăn đầu này chưa thấy qua mà dạ rất cái giá đó. Muốn cái đầu đi lạnh công tình lạnh lội mương lạnh rồi còn bé bi còn không để bây giờ chơi cha vô nước nóng rồi nó to không nó trở ra rồi. Hướng lạnh quá mới bị bắt tiêu luôn. Vô anh, hai anh em mình. Này anh đi. Này bà xã bác kêu đem đồ đi theo. Hả? Ừ phải rồi mà. Hôm bữa đi á là bà không kêu đem đồ theo. Là cái dính nhóc. Bữa nay kêu đem đồ theo là thường nghi rồi, không phải rồi. Dạ. Nước là tới công chuyện luôn nè. Sợ quá. Cái mưa lạnh lạnh luôn này, vô ấm lên. Ấm lên. Gặp lẩu nóng á.
Bỏ bí giống bỏ nhiều nhiều ấy anh Tư. Bỏ cho anh này không? Anh tính gì anh? Không hả? Sáng ngày vô tới mưa ổn vô tới ông Tư cũng mưa à. Ờ xui sao em? Ừ, bữa nay vô tới vừa tới sửa soạn đem lưới ra cái mưa à. Xui hả? Không ngày bao ngày nào có mưa đâu. Ở ngoài nó ở ngoài hổm lại nắng. Bữa nay chung vô đây cái mưa à. Bữa nay uống miếng đi cho cái ơi. Tức mình quá trời. Vô hai trận rồi làm cá đem lưới văng vô bị mưa không? Ừ. Qua cái nè. Bữa đem lưới cá kéo vô đầu tiên rồi đâu có mưa. Làm kéo tép kéo đồ đâu có mưa đâu. Bữa đem đem lưới văng vô rồi cũng bị mưa. Bữa nay đem lưới văng vô cũng bị mưa. Rồi uống đi. Cái lưới này là có cá nhiều là nó gỡ mệt luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nè bỏ cá phi vô nè, nãy mấy anh này anh nó sợ ít thì sao không ăn ra. Đâu. Ăn bỏ một bên nha. Đó, bỏ một bên nha. Còn kia là bên kia. Xay cá này cá chín lại đây vòng qua bên nhà mình. Đó, ừ bỏ ít thôi, bỏ ăn từ từ. Cho nó qua đây đi. Đã quá. Hôm nay mà hai anh em mình đi vô nhà cục dèo chơi thì văng lưới thì cũng được mấy con cá, cũng làm món ăn thịnh soạn thôi. Hai anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị Hoàng đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào hẹn gặp lại. Bye.